Trong những năm qua, cùng với sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo của cả cấp, sự chung sức chung lòng của nhân dân, đến nay kết cấu hạ tầng của xã Lìa ngày càng hoàn thiện, đồng bộ. Xác định tầm quan trọng của thương mại dịch vụ khi lên đô thị loại 5, Ủy ban nhân dân xã luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, khuyến khích nhân dân tăng cường giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển đa dạng các ngành nghề dịch vụ. Bà con ở đây là nói chung khó khăn, thiếu thốn, nhưng mà dần dần rồi là đời sống cải thiện thì Hồng cũng có nhu cầu, vậy là có điều kiện để mà được sử dụng kiểu nhiều mặt hàng là chất lượng hơn ấy, tốt hơn, đa dạng hơn. Trong nhiều năm qua thì tôi thấy là nói chung Xã Lìa đã phát triển rất là nhiều rồi. Dạ. Thì trong những năm tới thì tôi cũng mong rằng là Xã Lìa phát triển lên đô thị loại 5. Dạ. Đời sống bà con được phát triển hơn nữa, nâng cao hơn nữa. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đang được người dân trong xã đẩy mạnh. Xã đã hình thành vùng chuyên canh cây cà gai leo trên 15 ha, trên 17 mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo hướng hàng hóa. Thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 27 triệu đồng một người một năm, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 35,8 triệu đồng một người một năm. Từ sự đồng lòng góp sức của nhân dân, 100% đường giao thông liên xã được nhựa hóa, 85% đường liên thôn được bê tông, thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của bà con. Xã Lìa chúng tôi được chỉ đạo người dân lao động sản xuất để phát triển kinh tế xã hội trong gia đình, để ổn định cái đời sống bà con được cải thiện. Nhưng hiện nay chúng tôi được xác định thu nhập ngày càng cao cho người dân, được cái ổn định đời sống của bà con. Nhưng chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành được quan tâm và hỗ trợ cho xã Lìa được trở thành cái đô thị loại 5. Xây dựng vùng Lìa trở thành đô thị loại 5 sẽ mở ra một cơ hội để địa phương phát triển mọi mặt. Bên cạnh việc phối hợp tốt với cơ quan chức năng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, môi trường bền vững, địa phương tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.